Đúng con, đỡ mệt chưa? Hơi hơi chút thôi. Hơi chút thôi đúng không? Ừ, bữa nay chân chị Dung chích hai mũi luôn vào hai cánh tay này. Chị Dung khóc quá trời luôn á Lily à. Khóc như Lily hôm bữa Lily chích thuốc vậy đó. Ôi, lo chị kìa. Buồn quá à. Thôi không sao nha, về bác sĩ dặn nghỉ ngơi một tí là khỏe thôi. Không sao hết chứ vaccine mà. Đi đi nhà lâu không con? Chờ chị lâu không? Trời ơi, nãy khóc, ôi khóc đòi đi theo. Đâu giật vô đâu, đi theo nắng hả con? Nha. Đi theo, ngồi lên trái đít luôn á. Vài hôm nữa Lily khỏe hẳn là mẹ cũng cho Lily đi chích vaccine nha. Nó lại khóc chết nha con. Lily khỏe không? Trong đi chích chích vaccine xin để khỏi đúng không? Ừ, đúng rồi, cho khỏe nha. Cho khỏe, cho ổn nữa. Rồi, chị Dung ơi.